Ở bài số 12, dãy số Hamming, thì đầu tiên người ta định nghĩa dãy số Hamming là gì? Thì dãy số Hamming nó là một cái dãy nguyên dương mà mỗi phần tử nó có đặc điểm các ước nguyên tố của các số này là không quá 5. Như vậy thì ước nguyên tố không quá 5 tức là nó là chỉ là tích của các số 2 và 3. Ví dụ như 2, 3 và 5. Ví dụ như số 10 thuộc dãy Hamming, bởi lẽ số 10 phân tích thành tích các thừa số nguyên tố là 2 nhân 5. Rồi số 18 sẽ là bằng 2 nhân 3 nhân 3. Như vậy số 18 cũng là thừa số, là một số thuộc dãy Hamming. Số 25 sẽ bằng 5 nhân 5. Nó là tích của các thừa số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng 5. Vậy nó cũng là số Hamming. Số 26 không thuộc dãy số Hamming bởi vì số 26 nó sẽ bằng là 2 nhân với 13 mà 13 lớn hơn 5. Vì thế nên số này không được xem là dãy số không thuộc, số 26 không thuộc dãy số Hamming. Đề bài người ta yêu cầu là cho số nguyên dương x xác định xem số Hamming thứ x là số bạn là số nào. Vậy thì bài toán này nó đưa về lớp bài toán cơ bản, đó là lớp bài toán hãy xây dựng một cái dãy số thỏa mãn điều kiện. Đó chính là cái mô hình xây dựng dãy số thỏa mãn điều kiện. Vậy thì ta cần tổ chức một cái hàm để trả về số Hamming thứ x thứ u nha. Như trong trong quá trình xây dựng cái mảng AI chứa tất cả các số Hamming trong phạm vi từ 1 cho tới u thì ta sẽ cần một cái hàm gọi là hàm kiểm tra xem số đấy có phải là số Hamming hay không. Để kiểm tra một số có phải là số Hamming hay không, thầy trò mình sẽ phân tích nó thành tích các thừa số nguyên tố. Trong quá trình phân tích, nếu gặp một thừa số nguyên tố nào mà lớn hơn 5 thì mình sẽ exit vô luôn. Còn nếu sau khi mình phân tích xong mà nó cái số này, số U cần phân tích nó chỉ là tích của các thừa số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng 5 thì mình sẽ exit true. Đấy. Đó là cái ta cần cái hàm kiểm tra của ta sẽ có chức năng như vậy. Trong quá trình ta sinh ra các số Hamming cho tới vị trí x nhỏ hơn hoặc bằng x xong, và trong quá trình ta sinh mà không thấy có số nào có giá trị bằng x, tức là cái giá trị thằng AU của mình vượt quá x, thì khi đó ta sẽ exit ra ngoài. Ta sẽ thông báo là nó không cái không tồn tại cái số Hamming đấy. Vậy thì đề bài này thì nó sẽ đưa thành hai lớp bài toán cơ bản. Lớp bài toán thứ nhất, cho số nguyên dương x, hãy tìm số thứ tự của nó. Bước cái loại bài thứ hai đó là cho số thứ tự của x, hãy tìm giá trị của nó trong dãy Hamming. Có hai bài toán này. Vậy thì ở bài toán này là người ta cho x, hãy tìm số thứ tự. Ví dụ như ta thấy rằng có 11 số, số 6 trong dãy Hamming, đó chính là số vị trí 6 đây. Số 10 trong dãy Hamming, số 10 trong dãy Hamming thì ta thấy rằng trong dãy Hamming số 10 đây có chứ nhỉ? Số Hamming thì bằng 2 nhân 5 bằng 10. Rồi, đây đây là 11. Đấy là 10. 11 mới không không có. Đấy. Vậy thì để làm được bài toán này thì ta sẽ thực hiện cái tư tưởng thuật toán như sau. Bước 1, ta lần lượt sinh ra các số Hamming, ta lưu vào mảng AI. Trong quá trình sinh, ta thực hiện nếu thấy một cái thằng AI nào đó có giá trị bằng x. Khi AI cho có giá trị bằng x thì chứng tỏ rằng số Hamming thứ y này chính là cái giá trị x cần tìm. Và khi đó cái ta cần đưa ra đó là chỉ số vị trí của nó. Nên thầy sẽ là exit y. Còn trong quá trình sinh ra dãy số Hamming nhỏ hơn hoặc bằng x mà ta thu được một số AI lớn hơn x thì chứng tỏ rằng giá trị x này không phải là số Hamming. Vậy thì ta sẽ exit không. Tí nữa ở chương trình chính thì ta thấy rằng nếu cái hàm số Hamming tìm số ô thứ n của giá trị x này mà có giá trị bằng 0 thì nó không thì chứng tỏ rằng x này không phải là số Hamming, thì khi đó ta sẽ write ra ngoài là
Not in sequence là không ở trong dãy số. Đấy. Ngược lại thì đưa thằng này ra. Thằng này ra đó chính là vị trí của x trong dãy Amin. Vậy thì về hàm kiểm tra, các bạn sẽ tổ chức một cái hàm kiểm tra thực hiện công việc là kiểm tra xem U có thuộc dãy Hamming hay không. Vậy thì ta sẽ làm như sau. Ta sẽ thực hiện áp dụng cái giải thuật phân tích số này thành tích các thừa số nguyên tố. Ta còn P bằng 2, chừng nào P nhỏ hơn bằng căn bậc 2 của U. Thầy bình phương lên, tức là P nhân P nhỏ thua U. Thì thầy lấy là nếu U chia hết cho P thì thầy thực hiện kiểm tra xem P nó có lớn hơn 5 hay không, tức là thừa số nguyên tố này có lớn hơn 5 không. Nếu lớn hơn 5 thì ta sẽ exit for. Ví dụ như số 26 nó bằng 2 nhân 13 thì số 13 này là một thừa số nguyên tố lớn hơn 5. Theo định nghĩa dãy Hamming thì dãy Hamming là chỉ chứa các số nguyên mà tích các thừa số nguyên tố của nó là có các thừa số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng 5, tức là chỉ bao gồm số 2, số 3 và số 5. Đấy. Ngược lại thì ta tăng thằng P lên. À nếu chừng nào mà còn nếu nó không bị exit for thì chứng tỏ là U chia hết cho một cái giá trị P bằng 2 hoặc 3 hoặc 5 thì ta có U bằng U đi P. Đấy, ví dụ như số 18 chẳng hạn, 18 sẽ bằng 18 đi 2 còn 9. Mang số 9 này kiểm tra 9 có chia hết cho 2 không? Không chia hết thì ta tăng P lên một đơn vị bằng 3. Quay trở lại 9 chia hết cho 3 hay không? Có chia hết cho 3. Số 3 lớn hơn 5 không? Không lớn hơn. Vậy 9 thì lại bằng cái U sẽ bằng là 9 deep cho 3, vậy còn 3. Tương tự như vậy cái quá trình này nó quay đi quay lại. Vòng lặp này while này nó dừng khi P lớn hơn căn U. Sau vòng lặp này nếu U mà còn, tức là U cơ chưa bằng 1 ấy, thì chứng tỏ U sẽ lớn hơn 1. Khi đó U sẽ là một số nguyên tố lớn. Ví dụ như số 26 nó sẽ bằng 2 nhân với 13. Sau khi ta cho y chạy từ 2 cho tới căn 26 là tức là từ 2 đến 5 nó phân tích xong thì thằng U còn lại nó sẽ bằng 13. Vì 13 lớn hơn không thì ta phải kiểm tra xem nếu U lớn 1 thì ta phải kiểm tra xem U có lớn hơn 5 hay không. Nếu U lớn hơn 5 thì exit. Ở đây vì U cái chỗ này thầy thêm điều kiện U lớn hơn 1 bởi vì ta áp dụng tư tưởng giải thuật phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố. Nếu phần còn lại mà lớn hơn 1 thì phần còn lại đó chính là một số nguyên tố thì ta kiểm tra xem số nguyên tố đó có lớn hơn 5 hay không. Nếu số này mà lớn hơn 5 thì ta exit for. Sau cả cái đoạn phân tích thành các thừa số nguyên tố trên, nếu nó không bị exit for lần nào thì chứng tỏ số này là tích của các số nguyên tố nhỏ thua hoặc bằng 5. Vậy thì nó chính là số Hamming. Vậy ở đây ta kết luận ta sẽ exit true. Quay trở lại cái bài giải thuật tìm tìm số thứ tự của U trong dãy Hamming thì ta thấy với cái dãy số này thì bắt đầu ta khởi tạo A0 bằng 0, ta vẫn theo cái mô hình bài trước y bằng 1, chừng nào a y trừ 1 nhỏ hơn bằng u thì thực hiện công việc p bằng p, p là cộng 1. Chừng nào mà kiểm tra của p mà bằng false thì tăng p lên, tức là tìm số p đầu tiên lớn hơn số a y là số Hamming. Và nếu nếu là nó thì ta gắn a y bằng p chính là số Hamming cần tìm. Trong quá trình tìm nếu thấy có một số a y nào đó mà có giá trị bằng u thì ta break ra khỏi vòng lặp này và kết luận luôn là nếu a y bằng u thì ta thực hiện công việc là ACD. ACD tức là người ta hỏi là chỉ số vị trí của nó mà. Còn trường hợp thứ hai đó là nó sinh ra được tất cả các dãy ham sinh được tất cả các số Hamming và nó tìm được cái số Hamming lớn hơn u rồi. À, nó thì ta thấy rằng số u không phải là số Hamming thì ta sẽ exit không, thể hiện là không có. Như vậy ở trong chương trình chính sau khi nhập dáng trị n thầy gọi Q là bằng tìm số n thì Q nó sẽ trả về là chỉ số của n trong dãy Hamming. Nếu Q bằng 0 thì chứng tỏ rằng là n không có trong dãy Hamming, thầy write ra là not in sequence. Còn ngược lại thì Q chính là chỉ số vị trí cần tìm. Đấy. Như vậy về bản chất của bài toán số 18 này, bài dãy Hamming, bản bản chất của nó vẫn là cho một cái mảng, hãy xây dựng cái mảng đấy.
Bây giờ người ta có bài toán thứ nhất, cho số nguyên dương U, hãy tìm vị trí của số U trong dãy A ta vừa xây dựng. Đó. Bài toán thứ hai đó là cho một cái mảng được xây dựng theo một cái quy luật như trên. Bây giờ hãy cho số thứ tự, hãy tìm giá trị của nó. Đấy. Ta có hai lớp bài toán trên. Rồi bây giờ thầy sẽ chụp ảnh rồi gửi cái video bài gửi đoạn code này để các bạn có thể cài đặt thành chương trình hoàn chỉnh.